nghi phạm hận bạn gái đốt nhầm phòng trọ khiến ba người bỏng nặng. Những vụ việc sát hại người khác trong thời gian gần đây một lần nữa báo động việc nghiện game là một trong những nguyên nhân khiến nợ nần, hủy hoại nhân cách dẫn đến đối tượng gây ra tội ác. Kỹ sư sinh viên mê chế tạo mô hình tàu ngầm điều khiển từ xa. Câu chuyện gây chú ý của một chàng trai đi tìm người yêu bằng một cách không giống ai. Chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình Nhịp sống đương đại của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương. Chúng tôi là Tấn Khoa và Giang Thái, rất vui được đồng hành cùng với quý vị trong 30 phút phát sóng với những câu chuyện nóng hổi, những sự kiện đang được xã hội và dư luận quan tâm. Sau song đó thì các vấn đề đáng cảnh báo cùng những sự việc, câu chuyện thú vị, độc lạ về mọi mặt của đời sống, dân sinh cùng những giai thoại mang màu sắc nhân văn trong đời sống hôm nay cũng sẽ được chúng tôi chia sẻ đến quý vị trong chương trình. Mở đầu chương trình là một sự kiện đáng chú ý được chúng tôi ghi nhận tại Hà Nội. Thời gian qua, trên các tuyến phố trung tâm của thủ đô liên tục xuất hiện nhiều nhóm thanh niên điều khiển phương tiện với tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách đánh võng, cầm theo hung khí gây mất an ninh trật tự, gây nguy hiểm cho người đi đường. Trước tình hình đó, các tổ cảnh sát hóa trang được bố trí để tiếp cận, chặn bắt những đối tượng này. Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ghi nhận sau đây. Gần 22 giờ đêm, tổ cảnh sát hóa trang Y11-141, Công an thành phố Hà Nội phát hiện một nhóm thanh niên không đội mũ bảo hiểm chạy xe máy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng trên đường Trần Quang Khải. Ngay khi phát hiện, tổ công tác đã áp sát và yêu cầu nhóm thanh niên này dừng xe kiểm tra. Tuy nhiên, các đối tượng đã tăng ga bỏ chạy. Sau đó, tổ công tác đã dừng được một phương tiện trong nhóm. Qua kiểm tra, thanh niên này cũng xuất trình được giấy phép lái xe, đăng ký xe theo quy định. Điều đáng nói, trong nhóm thanh niên bỏ chạy, có đối tượng cầm dao, sau đó đã vứt lại trên đường. Còn hai thanh niên này cũng bị tổ công tác Y11-141 chặn bắt khi đang đi chung với một đoàn xe có nhiều đối tượng cầm theo hung khí. Sau khi bị tổ công tác dừng xe, một trong hai thanh niên này đã bỏ chạy. Tuy nhiên, sau đó đã bị khống chế, đưa về bàn giao cho công an phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm tiếp tục xác minh xử lý. Có một nhóm thì đi lên, vẫy theo thì em đi xem, đi cùng. Xong rồi đến đoạn vòng xuyến thì có hai xe cầm dao dơ lên thì kiểu chúng nó thấy là đằng sau đông thì chúng nó rút ra, chúng nó dơ lên có kiểu chúng nó dọa ấy, là không chắc là nói chung là kiểu dơ lên thì không ai dám vượt qua chúng nó ấy. Tao thấy chúng nó cầm rút dây lên ấy. thì cháu nghĩ là phải tầm 6-70 xăng gì đấy, có vẻ các bạn đang chuẩn bị đánh nhau, em sợ bị đánh, bị lên có kiểu bị nhầm ấy, bị chém nhầm ấy, nên em không theo. Đối với các đối tượng này là thường là rất là manh động, sẵn sàng là bỏ chạy hoặc là có những hành vi là thậm chí có thể mang theo cái hung khí, cái vật nguy hiểm. Chúng tôi đã cũng xác định là phải rất là cảnh giác cao độ để mà có những biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời. Qua đánh giá chúng tôi thì cái đối tượng này hầu hết là đối tượng trẻ, trên dưới 20 tuổi và nhiều đối tượng là thiếu sự giáo dục, kiểm tra giám sát của bố mẹ. Hình thường là đối tượng này là thường tập trung, lêu lỏng, có những cái hành vi mà gây mất trật tự. Chỉ vài tiếng đêm, tổ công tác đã bàn giao nhiều trường hợp vi phạm cho công an các phường trên địa bàn quận Hoàn Kiếm tiếp tục xác minh, xử lý. Trong thời gian tới, để đảm bảo an ninh trật tự kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, Công an thành phố Hà Nội tiếp tục triển khai mạnh các phương án nhằm kịp thời phát hiện, trấn áp, xử lý nghiêm đối với những thanh thiếu niên có biểu hiện, hành vi càn quấy, gây rối trật tự công cộng, đua xe và cổ vũ đua xe trái phép. Đồng thời, thì đơn vị xử phạt mạnh các trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông. Lực lượng tuần tra sẽ làm việc xuyên đêm và khép kín địa bàn. Tiếp tục chương trình, mời quý vị cùng theo dõi cụm tin nóng với những sự vụ được chúng tôi cập nhật trong 24 giờ qua. Công an huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương vừa phát hiện triệt xóa tụ điểm tổ chức sử dụng chất cấm, thu giữ nhiều khẩu súng và hung khí nguy hiểm. Liên quan đến vụ việc, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Được, sinh năm 1992, và củng cố hồ sơ xử lý những người còn lại về tội tổ chức sử dụng trái phép chất cấm. Trước đó, lực lượng chức năng đã bắt quả tang Được đang tổ chức cho 4 người khác sử dụng trái phép chất cấm tại khu phòng ở nhân viên thuộc quán karaoke trên địa bàn khu phố 9, thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an thu giữ túi ni lông chứa chất cấm, một bộ dụng cụ sử dụng chất cấm cùng nhiều hung khí.
Đây là Bạch Ngọc Minh, 33 tuổi, đối tượng vừa bị công an tỉnh Đồng Nai bắt khẩn cấp vì đã đổ xăng đốt phòng trọ tại phường Tân Hòa, thành phố Biên Hòa, khiến 3 người trong gia đình bị bỏng nặng. Các nạn nhân bị bỏng gồm anh Nguyễn Văn A, tên được độc tắt, 48 tuổi, chị Bùi Thị N, tên độc tắt, 43 tuổi và cháu VH, tên độc tắt, 10 tuổi. Thông tin ban đầu, Minh xảy ra mâu thuẫn với bạn gái đang ở trọ tại phường Tân Hòa, thành phố Biên Hòa. Rạng sáng ngày 23 tháng 4, Minh mang xăng đến phòng trọ của bạn gái để phóng hỏa. Khi đến dãy trọ, đối tượng này đã đổ xăng và đốt nhầm phòng của vợ chồng anh A, khiến cả ba người trong gia đình bị bỏng nặng. Phát hiện sự việc, người dân xung quanh đã nhanh chóng đến dập lửa và hỗ trợ đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Nghiện game, thiếu niên sát hại bạn cướp tài sản để bán lấy tiền chơi. Nợ nần do nghiện game, nam sinh lớp 12 sát hại anh họ là chủ tiệm vàng. Kẻ nghiện game truy sát chủ tiệm spa Hương Rosa. Vụ thi thể nữ giới trong ô tô dưới hầm chung cư, nghi phạm nghiện game và lên kế hoạch sát hại. Chúng ta vừa điểm qua một vài vụ án mạng mà nguyên nhân là đến từ nghiện game. Các vụ án liên quan đến những đối tượng nghiện game đang tạo lên những lo lắng trong dư luận xã hội. Đã đến lúc coi nghiện game là một vấn đề đáng báo động, thưa quý vị. Ngày 18 tháng 4 năm 2023, Công an quận Long Biên, thành phố Hà Nội đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trương Việt Hùng, sinh năm 1988, trú ở Thanh Châu A, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, về hành vi giết người, cướp tài sản. Trương Việt Hùng là nghi phạm trong vụ án giết hại người phụ nữ rồi giấu xác trong ô tô tại hầm chung cư ở quận Long Biên. Theo lời khai của Hùng, đối tượng quen biết chị Quy, do có mâu thuẫn nên nảy sinh ý định sát hại người phụ nữ này. Khoảng 7 giờ ngày 12 tháng 4, Hùng đến tòa nhà chung cư nơi chị Quy sinh sống. Khi thấy chị Quy đến vị trí đổ xe ô tô, đối tượng đã đứng phía sau, thực hiện hành vi tội ác. Sau đó, Hùng kéo chị Quy vào ô tô rồi lái xe qua cầu Đông Trù. Hùng chiếm đoạt 16 triệu đồng của chị Quy rồi nạp vào tài khoản để chơi game. Hùng tiếp tục lái ô tô có thi thể chị Quy về cất giấu tại hầm để xe của chung cư ở phường Ngọc Lâm rồi bỏ đi. Sáng ngày 13 tháng 4, Hùng bắt xe về Hà Nam để chơi game và nghỉ tại đây. Đến ngày 16 tháng 4, đối tượng bị lực lượng công an bắt giữ. Trong vụ án này, nghi phạm thể hiện là một người nghiện game khi lập tức chìm đắm vào thế giới ảo ngay sau khi gây tội ác trong đời thực. Về hành vi nghiện game của Hùng, luật sư Vũ Thủy Linh, công ty luật TAT cho biết, thực tế thì đây không phải là lần đầu xuất hiện vụ án liên quan đến nghi phạm nghiện game, đặc biệt là game bạo lực. Nhiều người đã vi phạm pháp luật, mắc nhiều bệnh rối loạn tâm thần xuất phát từ việc nghiện game. Theo luật sư thì chứng nghiện game online được bổ sung vào danh sách các vấn đề sức khỏe tâm thần nghiêm trọng. WHO thông báo rối loạn chơi game bao gồm các triệu chứng như tình trạng mất kiểm soát hành vi, ưu tiên chơi game hơn tất cả các hoạt động khác, dành thời gian chơi game bất chấp các hậu quả tiêu cực. Nghiện game gây ra nhiều hệ lụy xấu bởi các trò chơi gây nghiện thường phải nạp tiền thật để chơi. Người nghiện game không dành thời gian cho lao động, học tập, làm việc cho nên không có thu nhập. Để có tiền chơi game, một số người sẽ tìm cách bất hợp pháp vi phạm pháp luật như là trộm cắp, cướp giật tài sản, tước đoạt tính mạng của người khác chỉ để thỏa mãn nhu cầu của bản thân. Thậm chí có những vụ án người phạm tội lấy ý tưởng từ game. Những trò chơi hành động trên các game đã trở thành gợi ý cho nhiều đối tượng thực hiện các vụ bắt cóc, sát hại dã man. Chính những hành vi này đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới an ninh trật tự xã hội, luật sư Vũ Thủy Linh cho biết. Cũng theo luật sư Vũ Thủy Linh, việc nghiện game không chỉ ảnh hưởng tới xã hội, chính bản thân người nghiện game cũng rơi vào cái trạng thái không phân định được thế giới ảo và thật, mất kiểm soát hành vi, cảm xúc ở cuộc sống thật, nên dễ dẫn đến các hành vi sai trái và bạo lực. Thiết nghĩ đã đến lúc coi nghiện game là một vấn đề đáng báo động. Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng cho rằng để ngăn chặn xu hướng nghiện game tăng cao trong giới trẻ, góp phần ngăn ngừa hành vi phạm tội của đối tượng nghiện game, thì cần có sự chung tay của gia đình, xã hội và các cơ quan chức năng trong công tác tuyên truyền, giáo dục, gắn với những biện pháp chế tài xử lý phù hợp. Câu chuyện mở đầu chuyên mục gần xa chuyện lạ hôm nay có liên quan đến những mô hình kiến trúc 3D được tạo nên từ vỏ lon bỏ đi. Nghe qua là đã thấy rất là tò mò rồi, từ những vỏ lon ve chai bỏ đi mà chế ra được cái mô hình kiến trúc 3D, chân thật sống động 3 chiều là Giang Thái cũng rất là nể cái sự tư duy và sáng tạo của những cái chủ nhân mô hình này. Nhưng mà khoan đã, thực ra là
3D ở đây không phải là mô hình 3 chiều như mà Giang Thái vừa chia sẻ đâu, mà là viết tắt của 3 từ đẹp, độc và đỉnh đó Giang Thái. À, nay mày đặt chơi chữ với Giang Thái nữa ha. Tấn Khoa làm vậy thì Giang Thái càng thêm tò mò về mô hình kiến trúc đẹp, độc, đỉnh được tạo nên từ ve chai này. À, không để Giang Thái và quý vị chúng ta chờ lâu nữa. Vậy bây giờ chúng ta cùng đến với Cần Thơ để gặp gỡ anh Lại Minh Trí, là người đã kiên trì với đam mê chế tác mô hình từ lon nhôm phế liệu quý vị nha. 4 năm qua, anh Lại Minh Trí, 31 tuổi, ngụ tại phường Phước Thới, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ, kiên trì với đam mê chế tác mô hình từ lon nhôm phế liệu. Chàng trai miền Tây chia sẻ, từ bé anh đã thích mày mò, tự làm đồ chơi cho mình. Đèn ống sao, đèn lồng, siêu nhân, ô tô, anh đều tự làm để chơi. Mình thấy những cái vỏ lon nó thải ra rất là nhiều, nên mình có ý tưởng là tận dụng những vỏ lon đó tái chế thành tác phẩm nghệ thuật. Thì qua đó truyền thông điệp của mọi người là hãy giữ cho môi trường này xanh sạch đẹp hơn. Anh Trí vào nghề bằng việc chế tác những mô hình xe ô tô, xe máy đơn giản, kích thước dưới 20cm. Dần dần khi tay nghề cứng hơn, anh mở rộng danh sách các mô hình, nhận làm theo đơn đặt hàng của khách. Mọi mô hình khi làm lần đầu đều có độ khó nhất định. Để làm các chi tiết sắc nét, đẹp, có khi phải mấy ngày mới xong. Cái phương pháp làm vỏ lon này thì đầu tiên mình phải làm thẳng cái vỏ lon đi. Và sau đó mình sẽ cắt theo hình dạng lý theo ý muốn. Vì lúc đầu thì mình làm cũng khá là khó khăn. Vì vỏ lon nó rất là dễ gãy, mà rất là khó cuốn. Ví dụ như chiếc máy bay này khi mà hoàn thành sẽ bán giá khoảng là 270 ngàn. Ví dụ đây là một cây đàn tỳ bà giá khoảng là 50 ngàn. Tùy theo độ khó và kỳ công của từng sản phẩm. Chiếc xe đây là chiếc xe Bentley 1920 mình ra khoảng 2 ngày nay và với giá tiền là khoảng 300 ngàn. Ví dụ đây là một công trình của mình là nhà hát lớn Hà Nội, mình đã mày mò nghiên cứu trong vòng 1 tháng để lắp ráp tỉ mỉ và dán những chi tiết làm sao cho những chi tiết này liên kết lại với nhau. Chàng trai Tây Đô cho biết hiện anh đang tự tin nhận hầu hết đơn đặt hàng theo bất cứ mô hình nào. Không chỉ làm để thỏa đam mê, anh Trí còn muốn lan tỏa thông điệp tái chế rác, bảo vệ môi trường qua từng sản phẩm của mình. Tiếp theo cũng là một thiết kế chắc chắn sẽ khiến mọi người trầm trồ. Thưa quý vị, trong hình là mô hình tàu ngầm Kilo điều khiển từ xa với đầy đủ các tính năng cơ bản, vừa được bạn Phan Trần Phú, 23 tuổi, sinh viên trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh cho ra đời sau 2 năm miệt mài chế tạo. Dù học ngành xây dựng tại trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, nhưng Phú lại là một kỹ sư có tiếng trong giới sinh viên khi mà đang sở hữu bộ sưu tập các mô hình điều khiển từ xa với số lượng lớn từ xe ô tô, máy bay, tàu thuyền, chim các loại do chính bản thân nghiên cứu chế tạo. Và ấn tượng mạnh nhất thời điểm này là phiên bản mô hình tàu ngầm được thiết kế rất giống với thực tế. Ngay bây giờ mời quý vị cùng cận cảnh mô hình tàu ngầm Made in Việt Nam vô cùng độc đáo này nha. Vốn có niềm đam mê lớn với các khí tàu quân sự, đặc biệt là tàu ngầm Kilo 636 của Việt Nam, nên bạn Phan Trần Phú đã ấp ủ ý tưởng thiết kế một mô hình mô phỏng hoạt động của tàu ngầm trong thực tế. Nhìn bên ngoài, nó như một phiên bản thu nhỏ của tàu ngầm quân sự lớp Kilo 636 với cân nặng khoảng 5kg, có chiều dài 1m. Tàu được lắp động cơ điện có thể lặn xuống hay nổi lên mặt nước, đặc biệt là phóng được tên lửa và ngư lôi bằng hệ thống điều khiển từ xa. Mình có đam mê môn RC và mình cũng đam mê các khí tài quân sự. Trong các khí tài của Việt Nam thì có con tàu ngầm Kilo 636, nên là mình đã chọn con tàu ngầm này để mô phỏng lại. Đam mê cái mô hình điều khiển từ xa này là từ nhỏ rồi. Lúc mà xuống đại học thì mới bắt đầu tiếp cận sâu hơn. Do tài liệu về tàu ngầm Kilo 636 hầu như không có sẵn, nên mọi thứ Phú đều phải tự mày mò, nghiên cứu. Theo Phú, để chế tạo được mô hình hoàn chỉnh phải trải qua nhiều công đoạn, tốn nhiều thời gian và công sức. Bước đầu tiên là lên bản vẽ thực tế, thử nghiệm các chức năng, các dàn nước để chìm, nổi và khả năng chống nước của bộ điện. Đặc biệt, hệ thống phóng ngư lôi và tên lửa được Phú thử nghiệm rất nhiều lần. Riêng cơ cấu bắn của ngư lôi sẽ sử dụng một con Subo để điều khiển kéo ngàm lên và sử dụng lực kéo của dây thun để bắn ngư lôi ra. Còn về hệ thống phóng tên lửa thẳng đứng,
Do Việt Nam có luật không được sử dụng thuốc phóng, nên Phú đã tự chế tạo phóng bằng khí nén. Do tàu hoạt động dưới nước, nên yếu tố chống nước được Phú đặc biệt quan tâm chú trọng trong suốt quá trình chế tạo. Khó khăn nhất là linh kiện, tất cả bộ phận đều phải chống nước, tận dụng từ nhiều linh kiện như là linh kiện của máy bay, xe về chế lại. Nếu không có thì mình phải tự lập trình hết sóng điều khiển của nó, điều khiển từ không khí xuống mặt nước. Sự cố thì rất là nhiều luôn, như là cháy mặt điện quan tàu ngầm thì nó sẽ có một khoang chống nước riêng của bộ điện đó. Cháy là làm lại từ đầu, làm tới 4-5 con mới hoàn thành được một con như vậy. Bằng niềm đam mê và sự sáng tạo, kỳ công, mô hình tàu ngầm mô phỏng nguyên mẫu tàu ngầm Kilo 636 của chàng trai trẻ Phan Trần Phú khiến ai cũng phải trầm trồ và cảm thán quả đúng, tài không đợi tuổi. Vì lâu dài thì Phan Trần Phú mong muốn có thể cộng tác hoặc là được kết hợp cùng với các cơ quan, đơn vị đủ tư cách pháp nhân để sáng chế, tạo ra những thiết bị công nghệ phục vụ cho cuộc sống, chứ không chỉ dừng lại ở mô hình. Phú luôn tự tin về đam mê, khả năng nghiên cứu, chế tạo, nhưng khoảng cách giữa mô hình và sản phẩm thật thì rất xa. Và chàng sinh viên cũng hy vọng là sẽ có được những trợ lực tốt cùng các đơn vị đồng hành để làm chủ các công nghệ hiện đại, quay lại phục vụ cho xã hội, đất nước. Giang Thái nè, Giang Thái có thể kể những gì được xem là quý hiếm không? Quý hiếm hả? Ừ. Cứ đơn giản mà nói thì quý hiếm là những cái gì mà cực kỳ đắt giá đúng không? Thì lúc này trong đầu Giang Thái sẽ nghĩ đến một thứ duy nhất thôi, đó là kim cương. Chính xác. Nhưng mà vậy còn thứ được xem là quý hiếm của quý hiếm thì sao Giang Thái? Thì đó có thể là quý hơn cả kim cương nữa đúng không? Không cần nghĩ xa xôi, vẫn là kim cương và chính là nó đây. Wow, nhìn kỹ thì hình như là có một viên cát nằm bên trong cái viên kim cương này đúng không? Chính xác luôn. Và đây là cái nhìn cận cảnh của kim cương trong kim cương qua kính hiển vi điện tử đó. Nào, mời Giang Thái và quý vị cùng khám phá viên kim cương quý hiếm của quý hiếm này nhé. Nhà sản xuất đá quý VD Global ở thành phố Surat, bang Gujarat của Ấn Độ vừa công bố viên kim cương kỳ lạ mang tên Trái tim đang đập. Có một viên kim cương nhỏ nằm gọn bên trong viên lớn hơn, nặng 0,329 carat. Như cặp mẹ con, hiếm có trong tự nhiên. Cái tên Trái tim đang đập được đặt dựa trên những cảm xúc đầu tiên khi người ta tìm thấy viên đá. Nó không nổi tiếng vì khối lượng khủng, nhưng độc nhất vô nhị vì kết cấu độc đáo. Việc phát hiện ra viên kim cương Trái tim đang đập đã gây chấn động trong ngành công nghiệp kim cương. Nó đánh dấu cột mốc quan trọng trong việc tìm kiếm những viên kim cương quý hiếm và độc đáo. Theo kinh nghiệm của Tuấn Khoa thì để một người con trai có người yêu thì cậu ấy nên làm gì? Cũng tùy đối tượng. Ví dụ cậu ấy quen một cô gái mà cô ấy muốn được cưng chiều chẳng hạn, thì có lẽ cậu ấy phải tỏ ra mình thật tình cảm, là phải ga lăng, là phải trân trọng cô gái, kiểu tương tự như vậy chẳng hạn. Vậy nếu như mà có một thanh niên cảm thấy mình mặc cảm, tự ti về chiều cao thì cậu ấy nên làm gì Khoa? Tức là cảm thấy mình thấp bé so với những thanh niên khác mà tự ti rồi không dám đi tỏ tình với cô gái nào đúng không? Vậy thì chắc là phải đi kéo chân cho cao lên hay sao đây? Hả? Chịu chơi tới vậy luôn hả? Thực ra Tấn Khoa nói giỡn thôi. Quý vị đừng làm theo nha. Thực tế là đâu phải chiều cao là tất cả. Còn nhiều thứ khác cần quan tâm hơn khi mà tìm kiếm người yêu mà. Hơn nữa, đâu phải cô gái nào cũng chê thanh niên thấp lùn đâu đúng không Giang Thái? Nhưng mà chuyện kéo dài chân để kiếm người yêu là có thật đấy Tấn Khoa. Không giỡn đâu. Chàng thanh niên người Mỹ sau đây đã làm như vậy đó. Moses Gibson đến từ thành phố Minneapolis, bang Minnesota, Mỹ, đã chấp nhận trải qua ca phẫu thuật chân cực kỳ đau đớn để có thể tăng chiều cao. Người đàn ông 41 tuổi chưa có vợ, luôn cảm thấy tự ti về chiều cao 1m65 của mình. Anh đã mất nhiều năm để đấu tranh với chính bản thân và những bình luận khiếm nhã của mọi người. Anh thừa nhận rằng chính điều này đã ăn mòn sự tự tin của anh. Mose luôn cảm thấy bất an, tâm lý ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc hẹn hò. Anh hy vọng khi tăng chiều cao, anh sẽ có cơ hội tìm bạn gái. Năm 2016, anh trải qua cuộc phẫu thuật đầu tiên, tăng khoảng 7,6cm. Tuy nhiên, anh vẫn chưa hài lòng và đến tháng 3 2023, anh quyết định làm phẫu thuật một lần nữa. Sau khi hồi phục, chiều cao của anh là hơn 1m77. Mose thừa nhận rằng quá trình hồi phục thực sự đau đớn, nhưng bản thân phải cố gắng vượt qua. Tổng số tiền anh đã chi cho việc phẫu thuật là hơn 165.000 đô la Mỹ, khoảng hơn 3,8 tỷ đồng.
Nhưng cuộc phẫu thuật đã chữa khỏi tâm lý bất an của anh, giúp anh cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Giờ đây, anh hoàn toàn tự tin khi đứng trước các bạn gái để trò chuyện. Tiếp theo chương trình, tại Bình Dương, hai thanh niên khóc ròng vì bị mất tài sản sau một đêm ngủ bên ngoài. Chuyên mục trà giải nhiệt. Vượt qua những khiếm khuyết và mặc cảm về bản thân, hai cô gái khuyết tật đã lập doanh nghiệp Chạm Vào Xanh nhằm tạo việc làm, môi trường và cơ hội cho những thành viên có cùng hoàn cảnh. Thưa quý vị, rất nhiều người rơi vào tình huống trớ trêu khi ngủ bên ngoài, bởi sau đó tài sản đã không cánh mà bay. Tại Bình Dương mới đây, hai nam thanh niên đã rơi vào tình huống như thế. Sau khi tỉnh giấc thì toàn bộ tài sản đã bị trộm mất. Chúng ta hãy cùng theo dõi diễn biến. Sự việc xảy ra trước cửa hàng ở thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Hai thanh niên đang nằm ngủ phía trước cửa hàng khá say. Sau khi chạy xe ngang qua, một người đàn ông phát hiện sơ hở nên tiếp cận đứng quan sát. Sau khi không thấy động tĩnh nào của hai thanh niên này, ông ta đã tiếp cận tìm tài sản. Thậm chí đối tượng còn dựng xe sẵn bên đường, rồi đi bộ qua lấy trộm một bóp tiền và một điện thoại di động. Thực hiện thành công, đối tượng tẩu thoát khỏi hiện trường, bỏ lại hai thanh niên vẫn còn đang ngủ mê man, chưa biết chuyện gì đã xảy ra. Không biết vì lý do gì mà hai thanh niên trong tình huống vừa rồi lại ngủ ở ngoài đường, thậm chí là còn để tài sản hớ hên thế kia, thì việc bị kẻ xấu trộm tài sản thực ra cũng không có gì quá bất ngờ. Sau khi thức dậy và xem lại camera an ninh thì có lẽ hai thanh niên này sẽ phải khóc ròng bởi vì sự chủ quan của mình đây. Thôi thì mọi sự bất cẩn đều phải chịu trả giá bằng tiền và tài sản thì mới rút được kinh nghiệm cho mình, đúng không nào? Nuôi chó để giữ nhà nhưng vật nuôi này lại trở thành miếng mồi ngon cho đối tượng xấu. Thậm chí đôi khi vật nuôi này lại rơi vào tình huống trớ trêu như những sự việc sau đây. Chúng ta hãy cùng theo dõi diễn biến. Theo camera an ninh ghi lại ở một ngôi nhà tại xã Bảo Quang, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, mặc dù chủ nhà có nuôi hai con chó để giữ nhà, nhưng đối tượng nam vẫn xông vào như chốn không người. Tên này thậm chí còn hù dọa, khiến hai thú cưng khiếp vía. Đối tượng sau khi lấy cái thang đã nhanh chóng rời đi. Còn hai con vật dù đã cố gắng sủa, inh ỏi, nhưng trước sự hung hãn của tên trộm, hai chú chó đành rút lui để bảo toàn tính mạng. Trong một tình huống tương tự xảy ra ở một nhà dân khác cũng tại Đồng Nai, theo camera an ninh ghi lại, thấy nhà dân vắng người, hai thanh niên chạy xe tới, một tên ở ngoài đợi, tên còn lại đi vào trong. Điều ngạc nhiên là khi người lạ vào nhà mà con chó lại vẫy đuôi mừng. Quá thuận lợi, thanh niên sau đó đã vác cái loa ra ngoài. Đúng lúc này, một người trong gia đình phát hiện chi hô, khiến hai thanh niên này vứt loa bỏ chạy. Chạm, một động từ nghe có vẻ nhẹ nhàng đúng không Giang ấy? Nhưng mà đôi khi nó lại mang đến một sức mạnh không tưởng. Thưa quý vị, điều chúng tôi muốn nhắc đến ở đây chính là Chạm Vào Xanh. Đây cũng chính là tên một doanh nghiệp với ý tưởng xây dựng một mái nhà, tạo cơ hội và môi trường làm việc sáng tạo cho những người khiếm khuyết. Và đằng sau tên gọi ấy là hai bạn trẻ với hoàn cảnh đặc biệt. Cả hai cùng chung ý tưởng xây dựng một mái nhà mà ở đó các bạn khuyết tật đều có cơ hội để làm việc, tạo một môi trường sáng tạo để ai ai cũng có thể tìm thấy niềm vui. Để thực hiện ý tưởng của mình thì trên chiếc xe lăn, hai cô gái đã đi khắp nơi tìm kiếm cơ hội cho ngôi nhà của mình. Trong phần cuối của Nhịp Sống Đương Đại ngày hôm nay, mời quý vị cùng theo dõi hành trình vượt khó, tạo nên giá trị cho mọi người của hai bạn trẻ ấy. Và trước khi nói lời tạm biệt thay mặt những người thực hiện, Tấn Khoa và Giang Thái, xin được trân trọng cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi và đồng hành cùng với chương trình. Và quý vị ơi, đừng quên khung giờ phát sóng mỗi ngày của chương trình Nhịp Sống Đương Đại vào lúc 11 giờ và 20 giờ trên kênh BTV1, phát lại lúc 12:30 và 21:30 trên kênh BTV2, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương. Nhịp Sống Đương Đại cũng đồng thời có mặt trên sóng phát thanh FM Bình Dương 92.5 MHz vào lúc 5:30, 13:30 và 21:00 mỗi ngày. Quý vị cũng có thể xem lại chương trình Nhịp Sống Đương Đại trên kênh YouTube Truyền hình Bình Dương quý vị nhé. Còn bây giờ thì chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo. Với ý tưởng xây dựng một mái nhà để tạo cơ hội và môi trường làm việc sáng tạo cho những người khiếm khuyết, mối duyên đã đưa chị Nguyễn Thùy Chi và Lưu Thị Hiếu gặp gỡ nhau tại Hà Nội, cùng sáng lập nên doanh nghiệp mang tên Chạm Vào Xanh. Các sản phẩm của các bạn trong cái cộng đồng người khuyết tật của mình ấy, mình mong muốn là các sản phẩm của các bạn có một cần một cái không gian để trưng bày
và bọn mình đã hoạt động rất là lâu, cũng phải được 2 năm rồi. Em như vậy mà xong một cái quá trình tích lũy về thời gian, vật chất và cũng được nhờ được cái sự giới thiệu của bạn bè và những người thân quen thì bọn mình đã có một cái không gian trưng bày nhỏ nhỏ như thế này. Chính bọn mình cũng là người khuyết tật, bọn mình tự tạo ra một cái môi trường để chúng mình có thể làm việc và tìm được cái niềm vui trong công việc của mình. Để kết nối thêm với nhiều khách hàng và truyền tải được sự tích cực, lạc quan mà cộng đồng Chạm Vào Xanh muốn gửi gắm, chị Chi và chị Hiếu đã lập các trang fanpage Facebook, Instagram, TikTok để mạnh bán hàng trên sàn thương mại điện tử. Niềm vui không chỉ dừng lại ở những vị khách thân quen. Chạm Vào Xanh bắt đầu đón chào nhiều khách hàng từ các tỉnh thành trên cả nước và từ nước ngoài nhờ tham gia những hội chợ quảng bá. Thấy cửa hàng này là mở mới khai trương được mấy ngày, tôi cũng cho cháu xuống đi chơi, thì đi qua đi lại anh thấy các sản phẩm làm đẹp. Tôi nghĩ là các những người khuyết tật đấy là tuy là khuyết tật nhưng mà vẫn đang còn làm ra được những cái sản phẩm có giá trị, các cháu rất chi là ưa thích. Những người như đủ khả năng tay chân rồi là trình độ đó kia cũng khó mà làm nổi, chứ chưa nói là người khuyết tật mà họ người ta làm được sản phẩm như thế này đầy đủ các thứ mà tinh tế tinh xảo nữa là khác. Thì tôi cũng muốn mua về để tặng cho cháu của mình, quả sản phẩm này là quá đẹp và cũng rất là thích hợp đối với tuổi trẻ. Và xanh để mà các bạn có thể tìm thấy nhau, để chúng mình đi cùng nhau đi trên một con đường và mang lại cái nguồn năng lượng tích cực cho cuộc sống. Chắc chắn nguồn năng lượng tích cực ấy sẽ càng được lan tỏa nhiều hơn nữa. Trên chặng đường dài, các thành viên trong câu lạc bộ dần trưởng thành hơn và luôn nỗ lực mỗi ngày để làm cho cuộc sống của mình trở nên ý nghĩa.